trong xa đời. Kỳ trống hiếu thì lên lên tông các cây bát cười dần cười vui. Chờ em về chung xuống trên núi cao, đôi mắt anh hồng đào kiều sao sắc lửa hoang cùng mang lên thiên không nơi đâu xanh bằng. Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam, và thưa quý vị, có một thủ lĩnh đã mang tôi ra làm mồi nhử. Làm mồi nhử, mồi câu này kia để giành phòng số 1. Nhưng mà không, thủ lĩnh hữu tính vẫn kiên quyết giữ cái căn phòng này, cái vị trí này cho mình. Tại vì anh không đủ sức quyến rũ. Anh quyến rũ hữu tính về làm gì nó? Trời đất ơi, anh phải giúp em chứ, em cần tiền mua sữa cho con. Thì hữu tính nó cũng cần tiền mua ăn đồ cho nó bụng bự vậy. Chán thiệt luôn á. Ngay từ đầu là em thấy anh Nghĩa đứng đây là em đã nhào tới. Em rất là kiên định. Nhưng mà tự nhiên cái sau khi em chọn phòng này, cái em nhìn vô em đó, ủa đấu trường âm nhạc nhí hả anh? Sao mấy bạn ngang em hết vậy? Tại vì em nhỏ con, chứ mấy bé giờ nó phát triển tốt, nó bự con lắm. Dạ. Cho nên là anh mới giúp em. Nếu mà em thắng bữa nay có tiền về mua sữa uống cho nó cao hơn. Ok. Yeah. Xin mời các bạn nhỏ căn phòng Ngân Hà xuất hiện để gặp thủ lĩnh hữu tính. Yeah. Con ơi, thấy chưa? Thấy ai nhí chưa? Ủa trời ơi, nhìn đâu biết ai thủ lĩnh, ai đấu sĩ. Đây là chiến thuật của chúng tôi. Chúng tôi không có thủ lĩnh, bốn người chơi. Rồi, các con giới thiệu về đội của mình xem. Dạ, con kính chào quý vị khán giả cùng ban giám khảo. Đội của chúng con tên là Mây trên giải Ngân Hà. Nghe cái tên lãng mạn quá ha. Mây trên giải Ngân Hà là ba ai lãng đảng. Mây là cao dữ lắm. Mà sao thủ lĩnh của đội mây lùng dữ vậy anh? Nè, cao ở đây là cao gì? Cái giọng hát của chúng tôi bay như mây, nó gì đó lơ đãng, không đi vào lòng người. Vậy thì bây giờ từng tụm mây giới thiệu chú nghe tên của mình coi. Dạ, con là mây lấp lánh Ngọc Nhi. Dạ, còn con là mây cuồn cuộn Nhật Duy. Con là mây điệu đà Khánh Linh. Còn cái mây cuối là mây gì? Dạ, con là mây lang thang buồn trôi, nặng mang hương tư khát khao hữu tính. Hay quá. Mây lang thang. Mây lang thang. Rồi bây giờ nhóm mây của chúng ta nè, có một cái câu khẩu hiệu dành cho đội của mình hay không? Ở đâu, đâu có so tài, ở đó đội mây sẽ là chung. Yeah. Và bây giờ để coi ba chiến binh của đội rừng xanh xuất hiện sẽ như thế nào nha. Mời các con. Mấy con vừa mới nghe tiếng hú của sói đầu đàn không? Tiếng sói gọi bầy. À, bây giờ đội của mình tên gì đây? Đội của chúng con tên là Hậu Vệ Tạc Răng. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Tạc Răng Kha Thi. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Tạc Long Khánh Băng. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Tạc Dép Quốc Bảo. Vậy thì các con ơi, thể hiện tinh thần của đội mình xem. Hãy hát theo cách của bạn, nhưng chiến thắng là cách của Hậu Vệ Tạc Răng. Yeah. Wow. Ba thành viên của căn phòng Đại Dương từ dưới biển bơi lên bờ, con ơi đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thời trang thời thượng quá. Nhìn vô là biết ở đâu đấu trị, ở đâu thủ lĩnh rồi. Nhìn biết nít rồi, người lớn nhìn phân biệt được liền. Đội của mình tên gì nào? Dạ, con xin tự giới thiệu tên của đội tụi con là Bọt Biển Bồng Bềnh. Dạ, con là Bọt Biển Bồng Bềnh bé Bự Yến Nhi. Con là Bọt Biển Bồng Bềnh bé Ba Bích Tiên. Con là Bọt Biển Bồng Bềnh bé Ròm Đức Vĩnh ạ. Anh Nghĩa, em đổi tên được không? Tên gì? Hồi nãy em quên, bây giờ em suy nghĩ rồi. Đây là Tạc Răng, thì đổi em là đội Tạc Răng. Em sẽ lấy tên là Tạc Nú. Lại mắc cười nữa rồi. Ôm bụng cười ha ha. Lại mắc cười nữa rồi. Cái vấn đề đó là mình biết dừng lại đúng lúc, em hiểu không? Thì em nghĩ là răng phải đi với nú. Đừng có khai thác thêm nữa nha. Bây giờ các con thể hiện tinh thần của đội mình xem. Dạ, đội Bọt Biển Bồng Bềnh khi hát phải hay, khi chơi phải thắng, khi thua thì cười. Cười ha ha ha. Tinh thần này được nè. Dạ. Đó, dù thua mình vẫn cười đúng không? Một sân chơi dành cho tụi nhỏ mình mà. Và ở bên cánh trái chúng ta đây là có một cái hội đồng khán giả, cũng là những cái con người kỳ cựu. Các bạn ấy rất là nhiệt tình để cổ vũ cho các con. Các con vẫy tay chào các cô chú bên đây. Con chào mấy cô mấy chú. Con già hơn mọi người đây đó. Tiếp theo bên cánh phải của chúng ta là chính cô chú
gọi là sứ giả âm nhạc sẽ là những vị giám khảo chấm điểm cho chúng ta, lại càng phải vỗ tay cuồng nhiệt hơn. Khoanh khoanh tay lại tụi con, 2, 3, con chào mấy cô mấy chú. Đó, như vậy đi, giám khảo người ta thương và người ta chấm điểm mình cao, hiểu không? Dạ, dạ. Rồi, bây giờ cả ba đội chúng ta quay trở về phòng để mà họp thành viên với nhau nha. Xin mời. Đội cô Lâm Vĩ Dạ có vẻ rất quyết tâm chiến thắng, bàn bạc rất căng thẳng và nghiêm túc. Nhưng kết quả thì... Tới đồng hành tới đó đi. Như khẳng định ban đầu của đội thủ lĩnh Duy Khánh, anh chàng có khả năng rất hay ho trong âm nhạc. Liệu với khả năng tiềm ẩn hay ho đó, đội anh có giành chiến thắng trong ngày hôm nay? Thủ lĩnh Hữu Tính là người hát rất hay, còn làm thủ lĩnh thì sẽ như thế nào nhỉ? Cùng chờ xem nha. Bây giờ đội của Duy Khánh là đội giành chiến thắng nè. Khánh được quyền lựa chọn một trong hai đội còn lại để mình tiếp tục thách đấu. Khánh à, người ta có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc. Em hiểu chị nói gì đúng không Khánh? Diệt hết rồi lấy gì mấy con bò nó ăn. Nhưng sao ngày hôm nay em cứ thấy có cảm tình với chị ấy thế nào ấy nhờ? Ây da, cỏ nhiều quá mũi nè cưng. Diệt cỏ đi em. Tại vì ngày hôm nay tự nhiên em có cảm giác là em có một chút gì đó cảm tình đối với chị Dạ, nên là em muốn đấu với chị Dạ. Đấu với chị Dạ. Đấu với chị Dạ. Ok, mời em đây, mời em. Cái gì vậy? Mời em. Ê, 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 lộn, cái gì vậy? Là sao? Thôi mà, anh can mà, anh ôi, can mà, đừng mà. Thôi mà, anh can mà, đừng có làm như vậy mà. Đừng có làm như vậy mà, em ơi, đừng có làm như vậy. Ô, nó nhìn mình, nó nói chết em ơi. Trời ơi, em không ngờ con người anh vậy luôn anh Nghĩa. Tụi em chỉ giả bộ làm vậy để thử anh thôi anh Nghĩa. Thử anh thôi đó hả? Thử thôi. Em là em có cảm tình với chị Dạ nên đâu thể nào mà đấu với chị Dạ một cách thì dễ đó. Dàng như vậy được. Ờ, trời ơi. Em đấu với anh Tính. Hả? Nè, Khánh. Tính ơi, người ta là muốn đấu với em thì Tính. Người ta muốn đấu với em thì Tính. anh can luôn. Không có bị anh gạt nữa đâu. Khánh. Dạ. Em suy nghĩ lại đi. Dạ. Sẽ có những người có nghĩa là ngồi không rồi rồi hưởng lợi, em hiểu không? Bên anh rồi, em giết một chiến binh của anh rồi, bây giờ làm nữa là thành là diệt cỏ, diệt tận gốc. Rất là đúng luôn, là diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Mà bây giờ mới vừa diệt sơ sơ vậy em thấy nó không được. Đúng mới rồi. Xương xương thôi. Đúng rồi. Cuộc đời của em sau này sẽ không bao giờ có thịt bò mà ăn. Lý do? Bò nó ăn cỏ, em diệt hết cỏ lấy gì mà ăn, sau này ăn thịt heo đi. Vậy là sau một cái màn thách đấu hời hợt, xương xương. Một cái màn thách đấu xương xương thì cuối cùng Duy Khánh đã quyết định chọn đội Hữu Tính để thách đấu. Nhưng mà bạn nào đây? Con gái, con muốn thách đấu với anh chị nào bên đó? Dạ, con muốn thách thức chị Khánh Linh. Khánh Linh. Hỏi chị nào bên đó, ghét không? Đội ta vậy hỏi chị nào bên đó. Gài em đó. Con sẽ chọn bài gì? Con sẽ chọn bài Bảy Sắc Cầu Vồng. Bảy Sắc Cầu Vồng, cha. Mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Yến Nhi. Khánh Linh. Trận đấu bắt đầu. Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ. Có cầu vồng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày, và em hồn nhiên hát ca. La 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 la, cầu vồng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng lên. Khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên trời, em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp. Và khôn lớn em ước mơ như câu chuyện của tình của mẹ. Có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời, và em hồn nhiên hát. Look.
La 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 la, cầu vồng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng lên bên em. Cảm ơn các con. Khi các con đang hát thì hai đội của các con á thì cũng có cổ vũ, nhưng mà trong cảm giác lo lắng, có đội của cô Dạ là thoải mái nhất, cổ vũ cuồng nhiệt nhất, phải không cô Dạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Hai bên đấu nhau rơi rụng bao nhiêu không biết, mình còn nguyên. Và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ ban sứ giả âm nhạc nha. Đi nào. Và bây giờ chúng ta sẽ biết kết quả đến từ ban sứ giả âm nhạc. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow! 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 Và người thắng trong trận đấu này là chiến binh của đội Hữu Tính. Chúc mừng con. Khánh Linh đã mang chiến thắng về cho đội chúng ta. Hữu Tính, em thấy thế nào? Dạ, em thấy rất là vui khi mà em cũng bứt được cọng cỏ của đội bên kia. Hiện tại bên hai bên đang quề cỏ. Quề cỏ. Mai mốt có mua thuốc diệt cỏ ta lựa loại nào tốt tốt. Em sẽ rút kinh nghiệm ở những vòng thi tiếp theo chị Dạ. Đây đây đây. Thôi lên con. Yeah. Có sao không? Trời tay lạnh ngắt à, thương quá à, anh Nghĩa ơi. Lấy quà cho con liền. Dạ. Lập tức nha. Con cũng đã làm tốt rồi, con thắng một trận rồi. Là bây giờ mình sẽ nhường cái cơ hội tiếp theo cho những người bạn khác. Đây là quà của con nha. Rồi cảm ơn con. Yeah. Giỏi quá. Không có buồn nha. Hữu Tính ơi, đội mình chiến thắng mình có quyền phải không em? Đó, bây giờ mình nhìn qua hai đội kia đi. Nãy cái đội nào mà đâm chọt mình nhiều nhiều đó em. Tính ơi, mình vẫn mãi luôn là bạn tốt của nhau đúng không nè? Có biết chọn hay là không chọn thì biết, nói chung không thể là mình không chọn đúng không Khánh? Là bây giờ hai mình đánh nhau rồi Dạ ngồi giữa rồi cuối cùng mỗi bên một chẳng hạn, cái đây ba người rồi cười. Tính ơi, tôi là phụ nữ mà sao lỡ đánh tôi? Tôi chỉ nhịn nhường nhịn phụ nữ khi tôi thấy họ có sự nữ tính thôi. Tôi có nhiều lắm á Tính ơi, tại Tính không chịu thấy thôi, tôi nữ tính dữ lắm. Rồi chính vì Dạ nữ tính quá cho nên tôi vẫn chọn Dạ. Vẫn quyết định thách đấu với đội của Lâm với Dạ. Vậy giờ Linh ơi, con muốn hát với bạn nào trong ba bạn ở đây? Con muốn hát với bạn Kha Thi ạ. Chắc là chị cả trong nhóm rồi đúng không? Con được quyền chọn bài hát, con có cần bàn với thủ lĩnh mình không? Bàn một cái bài gì mà bên kia không hát được, một cái bài gì khó thì khó. Dạ được. Bài gì? Đó là bài không hát được, một bài gì khó thì khó. Cháu lên ba. Trời đất. Bài khác đi, mình quá 3 tuổi rồi. Thế theo lời yêu cầu của đội Hữu Tính, em xin cử Kathy ra đấu với bạn bên kia với bài hát được mang tên là Dòng Máu Lạc Hồng. Ồ. Thường cái bài này là mấy bạn trai hát, nó mạnh mẽ, nó hào hùng, nhưng mà bữa nay là hai bạn gái cùng hát bài này. Để coi coi hai cô gái thể hiện như thế nào nha. Mời hai con bước ra sàn đấu. Trận đấu bắt đầu. Wow. Nhạc vô một cái là nhảy liền. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nơi giống lạc hồng, giống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nghiệp trong hào hùng mãi còn vang, bỏ lớp người đi ra nơi biên huyền. Thành bom mẹ già đứng đợi con, ta vọt thứ sai. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũ trẻ xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, nào muốn đánh chim bay dọc biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiếng bước đi lên viết lên trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, còn cho gồng tiền, còn cho lòng hồng, tự hào hay tiếp.
chưa? Dầu mỡ là hồng 4.000 năm, dầu mỡ đỏ tươi chảy trong tim mình. Nó giống là hồng, giống dòng tiên nguyên ở mỗi nơi đơn lẻ. Nhìn trong hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, ta vào xứ sở. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát không hát là hậu, là một cánh chim bay rực đồng. Việt Nam ơi, hai năm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát không hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Việt Nam. Hay quá. Nhưng mà mỗi người một nét nha. Bên đàn bé Kha Thi mạnh mạnh mạnh, bên đàn bé này nó uốn lượn. Trời ơi, hai màu sắc nó hòa quyện dễ thương hết sức. Rồi các con, theo chú Nghĩa lên phi thuyền. Nãy giờ là bé Khánh Linh đứng ở đây một lần rồi. Giờ đây là lần thứ hai, con có muốn nhờ thủ lĩnh mình lên đây không? Có. Mời chú Hữu Tính lên, chú Hữu Tính lên. Chú Hữu Tính lên đây nè. Con gái, con có thể nhờ cô Lâm Dĩ Dạ lên thế chỗ con? Không bao giờ. Không, con sợ cô đau. Ôi, thương quá à. Con xin cảm ơn cô. Vậy thì chú Hữu Tính hồi hộp và chờ đợi nghe. Chí Khánh, em thấy trận chiến vừa rồi thế nào? Em thấy trận chiến vừa rồi. Wow! Wow! Trời ơi! Lẽ ra em phải là người rơi đó dạ. Như vậy là lần thứ hai Khánh Linh đã mang chiến thắng về cho đội của Hữu Tính. Nãy Duy Khánh em chưa kịp nói gì luôn. Em chưa kịp nói, nhưng mà thật sự là em thấy là cái trận chiến vừa rồi là ngang tài ngang sức luôn. Mà em thấy cái tinh thần mà của thủ lĩnh mà không dám lên trên nó đứng thì sao? Em cũng chẳng buồn nói nữa thật sự. Tại vì là một người đi trước như chị Dạ thì em rất là kiểu đề cao chị Dạ về rất là nhiều mặt. Nhưng mà riêng về cái mặt mà để cho một bé nhỏ mà phải té xuống đau đớn như vậy, mà ở đây chị có đứng khóc rồi làm những cái trò như vậy. Em đi Khánh, em không biết là chị đau đớn tới cỡ nào. Đau cỡ nào ta? Đau lắm. Đau như thắt từng đoạn ruột hả? Đúng rồi. Tại vì em thực sự anh nghĩ em nghĩ là đội em thắng. Nói chung là qua cái lần đó là Dạ rất tiếc đúng không? Thì đó. Còn 2-3 lần nữa cứ thoải mái. Vừa rồi con thấy ông chú Khánh nói đó là hai con đều làm tốt hết. Cho nên là mình không có buồn. Giờ mình có thêm quà nữa. Cô có món quà nhỏ muốn tặng cho con. Bây giờ mình coi đi. Lực lượng đã cân đối rồi. Bằng nhau hết. Mình sẽ tiếp tục mình họp bàn coi mình thách đấu với đội nào còn lại đây nha. Bây giờ hai cái đội bên kia mình tia qua cái đội nào đây? Tia qua đội Đại Dương. Đội Đại Dương. Nãy giờ người ta nghỉ ngơi lâu, người ta có tinh thần, hiểu không con? Người ta dưỡng sức nãy giờ rồi. Cái đội mà vừa mới thua mình đó, người ta đang mất tinh thần. Sẵn tiện làm luôn. Anh nghĩ là làm luôn đi em ha. Hồi nãy cái người đó là cái người mà đưa ra cái câu mà diệt cỏ diệt tận gốc đó, nhớ không? Chỉ là người kích em hại anh đó, chứ em đâu có muốn đâu anh Tính. Em quý anh như thế nào anh biết mà. Vậy thì em vẫn quyết định diệt cỏ phải diệt tận gốc. Trong hai bé này, Khánh Linh con chọn bé nào? Bên đội chúng tôi, Khánh Linh chọn sẽ đấu với đấu sĩ Quốc Bảo. Quốc Bảo, con sẽ hát bài gì? Dạ con sẽ hát bài Quê Hương. Vậy thì bây giờ mời hai con bước ra sàn đấu. Đi nào. Quốc Bảo và Khánh Linh với ca khúc Quê Hương. Trận đấu bắt đầu. Lâm Dĩ Dạ đã bấm nút chọn quyền trợ giúp. Gì vậy chị? Cô ấy đã sử dụng quyền trợ giúp để coi cô ấy dùng quyền gì. Biết đâu cô ấy sử dụng cái quyền cứu phóng ra hát thế con mình thì sao? Hoặc là dùng cái quyền rời bỏ cuộc chơi chẳng hạn.
quyền ta đã cầm trên tay còn không mau quỳ xuống. Gì vậy anh Nghĩa? Làm màu lâu quá. Em phải làm cho người ta sợ chứ. Wow. Wow. Sợ thiệt. Quyền gì vậy? Cho mọi người xem cái quyền mà Lâm Vị Già đang nắm trong tay. Đó là quyền chẳng. Về đây con ơi. Cái đội phải bước ra thi đấu là đội của Duy Khánh. Chưa. Nếu vậy thì ra đi tụi con. Nếu mà bên đây mình đã chọn nam rồi thì qua bên kia mình tiếp tục mình chọn nam đi. Đúng không? Đức Vĩnh được. Vậy thì Đức Vĩnh sẽ nhận lời thách đấu của Khánh Linh. Nhưng mà con được quyền chọn bài, con hát bài gì? Con xin hát bài Trên Đỉnh Phù Vân ạ. Sao hát cái bài khó dữ vậy? Một bài của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Rồi, mời con. Ráng lên con, không có gì phải cố sợ lên, hết. Cố lên, lên đây. Cố lên con ơi. Bắt đầu. Hay quá. Trời đất ơi anh Nghĩa. Ốc ác dịch ốc ác
gì nổi hết trơn luôn. Trời ơi, cái bài nó khó khủng khiếp. Mà hai đứa con còn nhỏ mà hát được cái gì là quá hay luôn. Mời hai con đến đây. Khánh Linh mở màn ra hát mấy câu thôi là tôi đã nhức óc, nhức gan. Tưởng sao cuối cùng Đức Vĩnh lên những cái câu sau cũng không hề thua kém. Ta muốn hỏi một câu đó người ta yêu ta. Ngang tài ngang sức. Mời các vị sứ giả âm nhạc nhận xét như thế nào về tiết mục này. Chú Bùi Caron xin chào qua đội chơi anh Đại Nghĩa cùng hai con. Chúc mừng hai con đã có một cái phần thi rất là hay. Ban đầu thì chú nghe cháu gái hát, cảm giác chú cảm thấy là rất bất ngờ. Tại vì cái vòng thi trước á, con hát chú cảm thấy con hát nó chưa có ra hết cái chất giọng của con. Nhưng mà khi con hát tới cái bài này thì chú cảm nhận được rằng là con được khoe hết cái giọng của con ra. Và những nốt ca của con xử lý rất là chắc, luyến lấy của con rất là hay. Khi chú nghe tới bạn trai hát, cái tinh tế của con á, con xử lý trong bài hát, đặc biệt là những cái khúc ngân của con á, ngân rất là ra cái chất của bài. Hai bạn đều hát rất là hay. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Bùi Caron. Nhưng mà bạn gái Khánh Linh cũng quá tuyệt vời. Ngang tài ngang sức, mà bây giờ thật ra ai mà chia tay chương trình rơi khỏi cái phi thuyền này chú cũng tiếc hết. Thôi mời các con lên phi thuyền cùng với chú để chờ đợi kết quả nha. Gì vậy? Nói nào ngay, em thấy cháu nó đã hát quá hay, thể hiện hết sức mình rồi. Giờ cái phần mà coi như là tụt khố, mình phụ cháu nó một tay. Ủa bạn em đâu rồi? Bạn em đã bay vào không gian rồi. Ai vậy hả? Chắc rồi. Và người chiến thắng là Đức Vĩnh. Chúc mừng con. Đón gà cưng về Khánh ơi. Đây, giỏi quá, giỏi quá. Đó, vậy? Đi về đi con. Nè, đó, ngồi đi con, ngồi đi nghe. Sao mà có cái vụ mà cướp đoạt trên tay em vậy? Dạ. Mà sao em cảm thấy bây giờ á, nghệ sĩ bây giờ sao kiểu cứ hay kiểu Lật mặt sao anh? Mà thường thường là những người như vậy thì em không nên học hỏi đúng không ạ? Đúng vậy. Dạ. Tính ơi, hướng này Tính ơi. Tính rồi, ơi. Mất phương hướng rồi. Mất phương hướng rồi. Tính ơi. Dạ. Hoàng hồn chưa? Dạ em ổn. Vậy thì lấy quà tặng cho con nè. Con ơi, con vừa trình diễn một cái tiết mục rất là hay. Con cảm thấy hài lòng với mình không? Con có. Có là được rồi đúng không? Mình ghi một cái dấu ấn như vậy trong chương trình đã là quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng con đã có một bài hát thật hay nha. Còn đây là phần quà dành cho con. Bản thân chú cũng hài lòng với phần té của mình vừa rồi. Cảm ơn con. Một tràng vỗ tay dành cho Khánh Linh nào. Như vậy là bây giờ đội của Hữu Tính còn có một thành viên thôi. Đội của Lâm Vĩ Dạ vẫn còn tới hai người lần đó Khánh. Dạ. Ừ. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây ta? Ok, bây giờ là chắc là đội của tụi em sẽ thách đội bên kia. Đội của chị Dạ. Vẫn thách đội của Dạ luôn dạ. Ha? Ừ. Em thấy đội chị đáng thương sao? Không, một chút đáng thương. Hai bé nó ngây thơ quá, nó có làm gì lên tội nên tình mà em bắt người ta lên đó, em thảy người ta xuống. Con chọn ai trong hai bạn bên này? Con chọn em Quốc Bảo ạ. Quốc Bảo. Vậy là ngang tài ngang sức rồi. Quốc Bảo, con sẽ hát bài gì nè? Dạ con sẽ hát bài Hành Trình Dinh Đất Phù Sa. Bài này cô Dạ có huấn luyện cho con chưa? Có phải không con? Ừ. Con thấy cô Dạ hát rồi đó, con hiểu rồi ha. Nhưng mà dù sao chú Nghĩa cũng chúc cho con may mắn. Mời hai con bước ra sàn đấu. Yeah, cố lên. Hồi nãy mình lên đỉnh rồi, bây giờ mình xuống đất đi. Cố lên con trai. Cố lên nha. Uống nước không con? Uống nước không con? Đói bụng mà ăn hủ tiếu không con hay cơm tắm trường? Ủa em không lẽ giờ nguyên phim trường ngồi chờ con em ăn? Tập trung nha con, đừng để cô Dạ là mình phân tâm. Chú Bê, trận đấu bắt đầu. Tiếng giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng.
một ngày ai ăn rồi ngày mai miền Tây ngủ ngủ đi gái miền Tây mãi ai chưa phát bao đời bao thế hệ phù sa ơi đậm đà sống quanh năm bên ruộng đồng từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình nó ấm phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời nên chân thành chứ trên sông Cần Thơ vàng xa xa thấy câu ca hồ lơ về Tây Đô nhờ ghé sông chẳng nghe điều lòng không dù ca hát kinh nhưng tình cảm gần gũi mình về Tây Đô nhớ ghé sống chẳng nghe điều lòng không dù ca hát kinh nhưng tình cảm gần gũi mình. Nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt và nhắc nhở khán giả liên tục của cô Lâm Dĩ Dạ mà các con đã có một phần trình diễn rất là tốt đến đây của Bảo. Thấy không? Đâu gì đâu mình rung, đúng không? Không hề sợ hãi, con trai vẫn vô cùng tự tin. Rồi bây giờ mình lên thẳng phi thuyền luôn. Thời khắc quan trọng đã đến. Con trai, con đã làm rất tốt. Nhưng nếu như con cảm thấy rung thì con có thể con nhờ thủ lĩnh của con lên. Dạ, cũng nhờ sự cổ vũ của cô Lâm Vĩ Dạ cho nên con rất là yêu quý cô Lâm Vĩ Dạ cho nên con sẽ cho cô Lâm Vĩ Dạ đứng trên đây giùm con. Em sợ. Thì cái lên đi rồi nói, lên đi rồi nói chuyện. Khóc quá anh ơi. Lên đi rồi nói rồi giải quyết. Tin anh sẽ giúp em. Con ơi, bây giờ cô Lâm Vĩ Dạ bị trụy tim rồi có bệnh máu không đông nữa. Mà mới chữa dứt hôm qua rồi. Chưa kể chứng sợ độ cao đó, cho nên là cô Lâm Vĩ Dạ là bây giờ là bủng rủng chân tay hết trơn rồi. Trời tay em. Trời, cái tay lạnh như mới ngâm nước đá ra vậy đó con. Dạ cô Lâm Vĩ Dạ nuôi con từ đầu tới giờ con được ở tới bây giờ là nhờ cô Lâm Vĩ Dạ cho nên con sẽ đứng thay cô. Trời ơi, một chàng trai rất là dễ thương luôn. Mời con. Thiệt con không là tin. Một người con... đàn ông trong lòng của cô. Cảm ơn con. Con nắm tay cô Dạ coi con thấy không? Lạnh ghê không? Thấy sao? Đó. Rồi con đứng đây. Rồi cô Lâm Vĩ Dạ qua đây đứng Thế Đức Vĩnh nè. Ai biết đâu thì tưởng em muốn trải nghiệm. Thôi em không muốn. Thì thôi đứng đây đi nha. Chuẩn bị. Hai con trai chuẩn bị tinh thần. Về Tây Đô nhớ ghé sống chẳng nghe điều làm thôn dù kế hát đinh như tình cảm gần gũi mình. Và một lần nữa Đức Vĩnh là người chiến thắng. Yes. Đây con trai, đẹp trai, hát hay mà còn nghĩa khí nữa. Thường thì người ta rất mong cái khoảnh khắc được đón con về. Nhưng sao trong cái đấu trường âm nhạc nhí này em không mong mỏi điều đó anh à. Ừ. Cảm ơn con rất nhiều. Một chàng trai cực kỳ dễ thương. Một tràng pháo tay dành cho Quốc Bảo nào. Bây giờ hai đội bên đây mỗi đội chỉ còn một thành viên thôi. Nhà mình vẫn còn đông đảo quá. Dạ. Nhà em neo đơn quá anh Nghĩa, đừng có nhìn qua bên này nữa. Nhà ta neo đơn rồi, mẹ quá con coi rồi, đừng có nhìn bên này. Đừng có nhìn qua đây, cháu nó lao động chính đó. Vậy bây giờ đội Duy Khánh quyết định chọn đội nào thi tiếp đây? Dạ em nghĩ là đến lúc này thì em cũng không cần phải ra tay nữa nên là em để cho bé quyết định. Dạ vâng ạ. Con xin chọn đội của chú Hữu Tín.
Tính ơi, lao động chính của gia đình hả? Lao động chính đó. Ho đi. Nó còn lo cho chú người lớn tuổi nữa. Nhưng mà bên kia Đức Vĩnh đã quyết định chọn mình để mà thi đấu rồi. Con sẽ chọn bài nào để hát cùng với em đây? Dạ, con xin chọn bài Quê Hương. Đây có thể xem như là trận bán kết. Bởi vì nếu như mà trận này mà đội Duy Khánh thắng một cái nữa luôn á, là xem như chỉ còn một mình bé gái của đội Lâm Vĩ Dạ thôi. À, còn nếu như mà Đức Vĩnh mà thua trận này thì chúng ta sẽ còn tiếp tục hai trận đấu nữa. Trận đấu bắt đầu. Hoa câu rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người nhỏ. Mẹ về đón lá nghiên tre, quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cao rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành. Cả hai con đều hát rất là tình cảm về cái bài hát này. Rồi đến đây đi thôi ha. Bây giờ thì mình thấy là các cô chú trong ban sứ giả lựa chọn cũng ngang ngang nhau. Tỷ số hiện tại bây giờ là 3-2, tạm thời nghiêng về con. Nhưng chúng ta vẫn chưa hết hy vọng con ha. Lên phi thuyền với chú đi. Các bạn đã đứng ở vị trí này, chúng ta sẽ chờ đợi kết quả đến từ các vị sứ giả âm nhạc. Bắt đầu. Và người chiến thắng một lần nữa lại là Đức Vĩnh. Giỏi quá con trai. Ngồi đi con. Ủa sao tự nhiên giờ cô Dạ muốn qua chăm sóc gà nhà người ta luôn vậy? Dạ không có. Con là thành viên cuối cùng của đội và con cũng đã làm hết sức rồi. Cho nên mình không việc gì mình phải buồn nữa con ha. Đến đây mình là một sân chơi, mình gặp các bạn và mình thử coi là cái khả năng của mình như thế nào. Cảm ơn con, chúc con sẽ có thật nhiều niềm vui và về nhà tập luyện nhiều hơn nữa con ha. Bây giờ em là giường không nhà trống luôn đó. Mất sức lao động. Cô đơn. Tiễn em về. Tội quá luôn. Không có gì con ơi. Tôi đi một mình. Như vậy là bây giờ chỉ còn một thành viên của đội Lâm Vĩ Dạ thôi. Mình không có quyền lựa chọn mà không có quyền từ chối luôn. Hai cô cháu có bàn bạc với nhau là sẽ hát một bài chắc chắn là phải là về sở trường của bé. Đó là bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đức Vĩnh, con biết bài này không? Hát được không? Ủa sao bài nào con cũng biết hết vậy con? Dạ. Ví dụ đi chơi thì phải có bài biết bài không chứ, bài nào con cũng biết rồi ai chơi lại con? Bé nó hoàn hảo. Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Con gái à, nếu mà có thua thì con cũng đừng lo sợ. Bởi vì người ta nói là thất bại là mẹ của thành công. Nhưng mà cô không mong là con muốn gặp mẹ của con lúc này. Mặc dù mình hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ, mình nhớ mẹ thôi, đừng gặp mẹ lúc này con nhé. Trận chiến cuối cùng, ai sẽ là người giành chiến thắng? Chàng trai át chủ bài Đức Vĩnh của đội thủ lĩnh Duy Khánh hay cô gái nhỏ nhắn của đội Lâm Vĩ Dạ? Hãy cùng đón xem nào. Trận đấu giữa Khánh Băng và Đức Vĩnh với bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đây có thể sẽ là trận bán kết hoặc cũng có thể là trận chung kết xếp hạng luôn, tùy vào phần thể hiện của các con. Trận đấu bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài nắng dầm sương. Con hát làm chú cũng nhớ mẹ luôn. Đến đây, giỏi. Hay quá, hay quá. Hai đứa con đều hát tình cảm hết. Và bây giờ, trước khi mình biết kết quả, bởi vì đây là một cái trận đấu rất quan trọng, cho nên chú muốn hỏi ý kiến từ các vị sứ giả âm nhạc. Các cô ngồi hàng trên ơi, các cô nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của hai con? Cô Kiều Anh chào hai con. Anh chào cô. Thật ra là tới vòng này rồi thì mình không có bàn tới vấn đề là bạn nào sẽ như thế nào nữa. Hai đứa con ai cũng bản lĩnh sân khấu, đặc biệt là cô khen cho bạn Nam. Bạn Nam hát dòng nhạc gì cũng hay. Và lúc mà bạn Nam hát, cô nổi cái da gà, cô có quay qua, cô có nói với các cô là sao mà bé hát dòng nhạc nào cũng hay mà luyến lấy các thứ. Hình như là bé có thể hát được cả tông nam và tông nữ luôn á. Là cô cảm thấy rất là ngưỡng mộ giọng hát của con. Tuy nhiên là cô có cho bạn nữ một phiếu, bởi vì là tại vì bạn nữ đã ngồi chứng kiến hết tất cả mọi thứ, là con đã chiến thắng tất cả các đối sĩ khác, nhưng mà bạn nữ vẫn tự tin, vẫn biểu diễn chung với con rồi tròn trịa bài hát, nên cô cho dành cho bạn nữ một phiếu. Cô rất là chúc mừng hai đứa và chúc hai đứa con sẽ càng ngày tự tin hơn nữa và thành công trong lĩnh vực mà con đã chọn nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Kiều Anh. Chúng ta sẽ lên phi thuyền để chờ đợi kết quả nha. Đi nào, cùng chờ đợi kết quả nha. Và thưa quý vị, như vậy là người chiến thắng đó là Đức Vĩnh. Trận chiến cuối cùng đã có kết quả. Đức Vĩnh là người chiến thắng. Chúc mừng đội của Duy Khánh. Ra đây, ra đây, ra đây con ơi. Mời chú Khánh với lại cái Tiên ra đây luôn. Nãy có dặn rồi mà tại bé nó nhớ mẹ quá, nó muốn gặp mẹ. Dạ thưa quý vị, như vậy là trận đấu vừa rồi xem như là cái trận đấu chung kết. Phần thắng cuối cùng đã thuộc về đội của Duy Khánh. Và đội Duy Khánh vẫn còn một bé chưa được thể hiện. Vậy thì con sẽ là người hát cái bài hát kết chương trình con nha. Và xin mời tất cả các con còn lại lên sân khấu luôn. Bích Tiên ơi, con sẽ là người hát cuối cùng của chương trình đêm nay. Bởi vì bây giờ không còn đấu sĩ nào để mình thi đấu cả. Mình hát mình tặng cho mọi người và tặng cho khán giả luôn. Con sẽ hát bài gì? Dạ con sẽ hát bài Chợt Như Giấc Mơ. Chợt Như Giấc Mơ, nó đúng với cái đội mình luôn em ơi. Như một giấc mơ. Như một giấc mơ, dạ. Thắng một cách ngoạn mục luôn. Hát thiệt hay vô nha con. Một tràng pháo tay dành cho Bích Tiên. Mời con ra giữa nào. Đường phố xung quanh tấp nập người người xa xa cổ cổ. Một lối quanh co đi về nhà ngập đôi có chân. Chiều xuân không gian như chợt hẹp nhìn ra ô cửa nhỏ. Thèm gió đôi chim đang bay lượn chiều trong giấc mưa. Mưa về cánh đồng có những đóa hoa vàng. Mưa ngày nắng hồng mà trời buồn tia sáng. Mưa về gốm làng nghe tiếng ai quét lá đàn. Mưa là chú cuội chạy lon con với trăng. Oh,
là phần thưởng dành cho đội của chú Duy Khánh với ba thành viên thật là dễ thương và tài năng. Số tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng. Chúc mừng cả đội nha. Và cảm ơn tất cả các con ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn cả ba vị thủ lĩnh Hữu Tính, Lâm Vĩ Dạ và Duy Khánh. Cảm ơn chính vị sứ giả âm nhạc, tất cả quý vị khán giả ở đây và quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí xin được phép kết thúc. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Với phần chiến thắng ngoạn mục vừa rồi của Đức Vĩnh cũng đã khép lại mùa 1 của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Xin chào và hẹn gặp lại vào mùa 2.